Theo thống kê tại Việt Nam, có khoảng hơn 7% dân số mắc các bệnh lý về dạ dày, đại tràng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này như do thói quen ăn uống, sinh hoạt hay sử dụng thuốc kháng sinh trong thời gian dài. Nếu bệnh không được điều trị kịp thời, có thể gây biến chứng thành viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày, ung thư dạ dày, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Thấu hiểu được những muộn phiền của người bệnh, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà máy liên doanh dược quốc tế Anna Korea đã nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm Gastro 7 Day. Tất cả 16 thảo dược này nó gây lên một cái nhóm tác dụng. Cái nhóm đầu tiên phải nói là nhóm kháng khuẩn. Cái nhóm tác dụng thứ hai tức là nó chống viêm, dẫn bệnh. Thế và cái thứ ba là nó đảm bảo là chống loét, ức chế viêm loét. Và cái thứ tư là nó trung hòa cái dịch axit của dạ dày. Thế còn cái nhóm hoạt chất thì gồm có hydrocarbonate, axit citric. Thì hai cái này có tác dụng là nó chống ợ hơi, nó chống trào ngược dạ dày và nó làm cho người ta cảm giác dễ chịu và nó giảm bớt cái sự axit dư thừa của dạ dày đi. Gastro 7 Day được bào chế với công nghệ, công thức tiên tiến, sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa y học cổ truyền và y học hiện đại đã mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh.